là được chủ cũ người ta lên một bộ bô kèm theo bộ map ECU nha các bạn nha. Nghe tiếng cực kỳ uy lực luôn. Và quay không để cho các bạn đợi lâu nữa, cho các bạn nghe thử tiếng bô của cái mẫu xe này luôn. Hey.